王哥，当时越南兵他们打仗厉害吗？相当的厉害。嗯，越南士兵呢是从酷chiến binh Trung Quốc từng tham chiến tại Việt Nam tiết lộ sức mạnh thực chiến của quân đội Việt Nam là không thể xem thường. Loa phường 4.0 xin chào các bạn khán giả thân yêu. Các bạn thân mến, trải qua biết bao cuộc chiến tranh đẫm máu thì hơn bất cứ ai, chúng ta hiểu rõ nguồn gốc sức mạnh dẫn đến chiến thắng trước các đội quân hùng mạnh nhất thế giới của quân đội Việt Nam, đó là tinh thần thép của người lính. Nếu có ai đó hỏi rằng, trên thế giới quân đội nước nào là mạnh nhất, mình sẽ không dám trả lời. Nhưng nếu có ai đó hỏi, có đội quân nào dám đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào, thì không chỉ riêng mình đâu, mà có lẽ cả thế giới đều sẽ nghiêng mình gọi tên Việt Nam. Bằng chứng là mới đây thôi, một kênh mạng xã hội Trung Quốc đã đăng tải video của một cựu chiến binh người Trung Quốc đã từng tham chiến ở Việt Nam kể lại. Những chia sẻ của cụ ông này đã khiến cộng đồng mạng hết sức bất ngờ. Thậm chí nhiều netizen xứ Trung còn quay xe với những định kiến trước kia dành cho Việt Nam. Vậy thì rốt cuộc nhờ vào năng lực đặc biệt nào mà quân đội Việt Nam lại có thể tạo nên những kỳ tích đáng kinh ngạc và nể phục đến vậy? Và các netizen Trung Quốc đã bàn luận những điều gì? Câu trả lời sẽ có trong nội dung chính của video ngày hôm nay. Theo như lời cụ ông này chia sẻ, tôi đã từng tham chiến tại chiến trường Việt Nam những năm về trước, hay nói cách khác đã từng giáp mặt đánh trận trực tiếp với lính Việt Nam. Trong video, ông cựu chiến binh này đã kể lại câu chuyện khó tin. Đây là trận chiến cực kỳ kinh hoàng, sự sống và cái chết diễn ra trong gang tấc, có mặt tại thời điểm quan trọng trên chiến trường. Khi đó, ông đã tận mắt chứng kiến quân đội Việt Nam chiến đấu tận lực, tận tâm. Vượt qua mưa bom bão đạn, các người lính Việt Nam vẫn hiên ngang tiến về phía trước, quyết một lòng đánh cho kẻ thù khiếp sợ. Theo như nhận xét của ông, đội quân này vô cùng tinh nhuệ, lại được trang bị vũ khí đầy đủ khiến cho ông lúc đấy một phen mở mang tầm nhìn. Trực tiếp chiến đấu với lính Việt Nam khiến ông vô cùng bất ngờ về sức mạnh và tài năng thiên bẩm cùng lối chỉ huy quân sự của họ. Với tinh thần bằng mọi giá phải đánh bại kẻ thù xâm lược để mang lại hòa bình cho đất nước họ đã chiến đấu và chống cự bằng tất cả mạng sống của mình. Vấn đề ở đây là ông ấy không tỏ ra căm hờn, mà chính ông cũng phải thừa nhận sự tài tình của những người lính của đối phương với toàn những lời khen có cánh. Trong một giây phút xúc động, ông ấy đã phải thốt lên rằng, sức mạnh thực sự của quân đội Việt Nam không thể xem thường được. Trong suốt video, chính admin cũng phải ngỡ ngàng, ngơ ngác bật ngửa trước quy mô hành tráng đến choáng ngợp của lực lượng quốc phòng Việt Nam, chứ huống gì là người Trung Quốc. Có thể nói đây là một câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người nghe. Nhiều người thậm chí còn gật gù công nhận, không nghi ngờ gì nữa, sức mạnh của quân đội ta là sức mạnh bắt nguồn từ sức sống mạnh mẽ của nhân dân, từ tình yêu tổ quốc. Có lẽ khi những chia sẻ hết sức chân thật đến từ đối thủ mới khiến cộng đồng mạng thấy được sự công nhận khách quan nhất mà kẻ địch nói về Việt Nam. Muốn biết được những ý kiến trái chiều xoay quanh câu chuyện bất ngờ này thì ngay bây giờ hãy cùng chúng mình tìm hiểu trong video này nhé! Hôm qua tôi đã gặp một cựu chiến binh Việt Nam tại chợ rau. 96 đồng chí đã sống sót và hiện đang bán trái cây ở cổng cộng đồng chúng tôi và họ sẽ mua nó nếu họ không có gì để làm trong tương lai. Phân tích của lão anh hùng rất khách quan và đúng sự thật, có ý nghĩa. Do môi trường chiến tranh được tôi luyện lâu dài cùng với sự quen thuộc của địa hình xung quanh, người Việt Nam thực sự rất hiếu chiến. Các cựu chiến binh nói thật, chúng ta không được coi thường quân đội Việt Nam và phẩm chất của từng người lính của họ chỉ được chúng ta coi trọng và nghiên cứu. Tiểu đội trưởng già đang nói thật, phẩm chất chiến đấu cá nhân của Việt Nam đã được mài giũa trên chiến trường. Khi không sao, đó là một nông dân bình thường. Và trong trường hợp xảy ra chiến tranh, tất cả đều là lực lượng đặc biệt. Chiến tranh rừng rậm chắc chắn rất mạnh, nhưng chúng ta không nên sợ chúng trong chiến tranh trên bộ. Người Quảng Tây chúng tôi chưa bao giờ sợ người Việt. Chúng tôi cũng lớn lên ở vùng núi, và ba người anh em lớn hơn tôi vài tuổi đã tham gia chiến tranh, và cuối cùng cả ba đều trở lại. Chiến tranh biên giới đã diễn ra trong 10 năm, và trong giai đoạn đó, Việt Nam bị ép và đánh đập, và các quân khu khác nhau đã được kéo để huấn luyện quân đội. Đây là mô tả chân thực và khách quan nhất về những người lính Việt Nam. Hãy thực tế, giỏi và đừng xem nhẹ bất kỳ đối thủ nào. Đó là điều khủng khiếp nhất bởi vì những người lính ở Việt Nam đã chiến đấu quá nhiều lần và chúng tôi đã gặp những cựu chiến binh đã sống sót qua nhiều trận chiến và họ thực sự cảm thấy tiếc cho những người lính của chúng tôi. Những người lính Việt Nam rất mạnh mẽ. Một lịch sử tiền tuyến thực sự như vậy nên được kể nhiều hơn để các thế hệ tương lai có thể biết thêm về những người đó đáng ghét như thế nào. Họ là những con sói mắt trắng như thế nào và cho con cháu Trung Quốc của chúng ta biết người Trung Quốc chúng ta mạnh mẽ như thế nào.
Cựu chiến binh này đang nói về tình hình chiến trường thực tế, và tôi đã gặp các cựu chiến binh trở về sau khi tham gia chiến tranh Việt Nam. Và họ nói rằng những người lính Việt Nam đặc biệt có khả năng chiến đấu và họ giỏi chiến đấu, và chất lượng của từng người lính và kiến thức chiến thuật rất cao. Đánh giá chính xác đối thủ, không coi thường hay đề cao nó, và khách quan và công bằng là bước đầu tiên để tiến bộ. Dám đối mặt với đối thủ và tỉnh táo nói ra những thiếu sót của mình là khởi đầu của sự tiến bộ. Chúc các cựu chiến binh sức khỏe và mọi điều tốt đẹp nhất. Chỉ bằng cách đánh giá khách quan đối thủ, chúng ta mới có thể phân tích chính xác những thiếu sót của mình, đồng thời liên tục tổng kết và cải thiện để chúng ta luôn có thể giành chiến thắng. Chỉ bằng cách biết chính mình và biết đối thủ của mình, người ta mới có thể thắng 100 trận chiến. Đối mặt với chính mình, đừng đề cao bản thân và đừng coi thường kẻ thù, tìm kiếm sự thật từ sự thật. Chúng ta có thể thực tế, bù đắp cho những thiếu sót của riêng bạn, hãy thực sự mạnh mẽ. Chỉ bằng biết cách kẻ thù, chúng ta mới có thể phát huy hết sức mạnh của chính mình và giành chiến thắng một cách bất ngờ. Người Việt Nam rất giỏi trong chiến tranh rừng rậm vì môi trường mà họ sống, nhưng máy bay chiến đấu của chúng tôi thậm chí còn mạnh hơn. Chúng tôi không kiêu ngạo, chúng tôi không coi thường bất kỳ kẻ thù nào, nhưng chúng tôi không sợ bất kỳ kẻ thù nào. Khi đó môi trường chiến trường có thể tưởng tượng được nó khắc nghiệt như thế nào. Chào các cựu chiến binh, trân trọng hòa bình. Chỉ bằng cách tìm kiếm sự thật từ những đánh giá và phê bình, quốc gia và đất nước mới có thể tiến bộ và đứng một mình trên thế giới. Đừng coi thường đối thủ của bạn và ghi công cho các anh hùng của bạn. Anh hùng của đất nước và nhân dân, nó xứng đáng với sự ngưỡng mộ của mỗi chúng ta. Đó là những dòng bình luận nổi bật mà mình đã đọc được bên dưới video này. Thực sự rất hạnh phúc khi bạn bè quốc tế yêu thích và dành những lời khen cho Việt Nam chúng ta. Các bạn ạ, một số bạn bè quốc tế biết đến Việt Nam với nền ẩm thực phong phú đa dạng, nhiều danh lam thắng cảnh, địa điểm du lịch nổi tiếng, con người thân thiện, văn hóa đặc sắc. Thì giờ đây, qua câu chuyện này, nhiều người dân xứ Trung đã biết đến Việt Nam là một nước sở hữu quân đội hùng mạnh vững chắc. Hiếm có một dân tộc nào mà hình ảnh người lính lại được toàn dân coi đó là một hình mẫu của con người trong thời đại mới, để hết lòng tin yêu, quý trọng như dân tộc Việt Nam. Trải qua nhiều cuộc chiến tranh, quân đội Việt Nam ngày càng trưởng thành và bản lĩnh. Các bạn biết đó, Việt Nam là một trong số rất ít các dân tộc trên thế giới mà phần lớn chiều dài lịch sử gắn liền với các cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước. Với một vị trí địa lý quan trọng trong khu vực, Việt Nam luôn phải đối mặt với sự dòm ngó và dã tâm xâm lược tới từ các thế lực bên ngoài, từ triều đại phong kiến phương Bắc tới đế quốc Pháp, đế quốc Mỹ. Tuy nhiên, có một sự thật không thể phủ nhận, đó là dù ở thời nào, dù kẻ xâm lược là ai, thì người Việt Nam luôn luôn giữ được ngọn lửa đấu tranh bền bỉ, không chịu khuất phục trước bất cứ thế lực ngoại xâm nào. Truyền thống ấy đã được thể hiện rất rõ qua hình tượng quân đội Việt Nam, một đội quân nhân dân dũng cảm và không bao giờ biết đầu hàng. Một quốc gia yêu hòa bình nhưng luôn sẵn sàng cho chiến tranh. Một đất nước chưa bao giờ quay lưng về thế giới, nhưng một khi có kẻ cố tình xâm lăng, Việt Nam cũng chẳng ngại trả đòn. Ngay cả B-52 của Mỹ mà Việt Nam còn bán được, thì có lẽ rằng không điều gì mà Việt Nam không thể vượt qua. Tuy nhiên, người nước ngoài không phải ai cũng biết đến điều đó. Nói đi cũng phải nói lại, dù người Trung Quốc có muốn dìm Việt Nam xuống để nâng cao chiến tích của mình lên thì cũng chẳng được. Bởi lẽ hình ảnh người lính và quân đội Việt Nam luôn là hình ảnh đáng gờm trong mắt kẻ thù. Mặc dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng mỗi khi nhìn lại quá khứ vẻ vang của dân tộc Việt Nam khiến mình cảm thấy thực sự tự hào. Hy vọng rằng trong tương lai, quân đội Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy những gì đang có, luôn là thành trì vững chắc để các thế lực thù địch phải khiếp sợ và nể phục mỗi khi nhắc đến. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Video của Loa Phường 4.0 đến đây là hết rồi. Hãy cùng chia sẻ ý kiến, quan điểm của bạn ở phần dưới comment nhé. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật những tin tức thú vị và hữu ích trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.